oxy mũi không đúng cách có thể gây viêm xoang, điếc tai ở trẻ. Nhiều trường hợp trẻ em xì mũi hoặc bị xì mũi không đúng cách đã bị viêm xoang, viêm tai giữa, thậm chí bị điếc. Tại sao xì mũi không đúng cách lại có thể gây điếc? Bệnh về da thường gặp như điếc hoặc nặng tai. Tuy nhiên, những bệnh này cũng có thể xuất phát từ những bệnh lý liên quan và có thể từ các thói quen sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày như xì mũi không đúng cách. Xì mũi hay hắt hơi mạnh có khả năng khiến cho việc gây trở ngại các dây thần kinh thính giác nhiều hơn, từ đó dẫn đến điếc. Vì sao như thế? Bởi vì khi xì mũi, áp lực khí trong vòm họng mũi tăng lên rất cao, áp lực này có thể lên tới 200 mmHg2O, tai có thể bị tiếng ốc rồi ù tai, là do khí bị đẩy vào vòi tai và hòm tai kéo theo dịch mủ và vi trùng nếu xì mũi không đúng cách, từ đó gây ra các biến chứng như viêm tai giữa cấp, tắc vòi nhĩ, viêm tai giữa, viêm tai màng nhĩ đóng kín. Trao đổi trên Infonet, các bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, mũi và tai thông nhau qua vòi nhĩ, trong khi mũi và xoang thông nhau qua các lỗ thông xoang. Vì thế, khi ta xì mũi không đúng cách, sẽ vô tình đã đẩy nước mũi lẫn với các tác nhân gây bệnh, vi khuẩn vào tai, gây viêm tai hoặc đẩy vào xoang thì gây ra viêm xoang. Xì mũi như thế nào cho đúng cách? Nước mũi là những dịch nhầy từ xoang chảy đến mũi, mang theo vi khuẩn và virus gây bệnh. Dựa vào các yếu tố tác động bên ngoài như thời tiết, không khí, rồi sẽ đặc lại và gây ứ đọng trong mũi hoặc lỏng chảy ra ngoài. Ở trẻ em, thường xì mũi không đúng cách, ví dụ như hít mạnh vào khiến cho các chất đi xuống họng, ngược vào xoang, gây viêm xoang. Cũng có những trường hợp bịt cả hai lỗ mũi để xì, vô tình khiến cho các chất ứ đọng đó đi ngược lại vào xoang, gây viêm họng và viêm phế quản. Cách xì mũi đúng cho trẻ. Khi xì mũi, nên bịt từng lỗ mũi, không nên bịt cả hai. Lỗ mũi khi xì phải được thông thoáng cho không khí chảy ra. Không xì mũi khi mũi đang ngạt, tắc. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, cần có sự hỗ trợ của mẹ bằng cách nhỏ mũi cho ẩm, loãng, làm cho việc hút dịch ra trở nên dễ dàng, không bị đau mũi. Bố mẹ đặt đầu bé thẳng xuống, hai lỗ mũi bé hướng lên trần nhà. Hơi cúi đầu, ngậm miệng, thở mạnh ra, sau đó đổi bên và làm từ 2 đến 3 lần cho sạch. Tuyệt đối không ép trẻ em xì mũi quá mạnh vì có thể gây ra chảy máu mũi. Khi trẻ bị bệnh lây lan như sởi, cúm, nên cho trẻ xì mũi ra khăn giấy dùng một lần và nhớ đặt khăn giấy ở trước lỗ mũi để ngăn các chất xì bắn tung tóe, làm bệnh lan truyền.